Và chúng ta đến với cả game đấu thứ hai diễn ra trên map Merry-Go-Round. Trên hình tượng tạm này thì đây chính là game thủ Z, người chiến thắng trong game đấu thứ nhất vừa rồi. Còn đây là game thủ rớt màu đỏ, anh này chính là anh Soki của ông ta, thành viên từ team SK Telecom T1. Và trong lịch sử GSL thì anh Soki từng đả bại chiếc Z khá nhiều lần rồi. Không biết lần này thì anh ấy có khá khẩm hơn không? That was also me when I was younger. I was born in France. That was also me when I was younger. Oh, who am I? I was fired from my garage. Vâng, lại những fan hâm mộ đang khoe con máy tính bảng của Microsoft. I used to win employee of the month and stuff. Wow. In the Christmas tree shop. That's right. Wow. Actually, you know, when I worked vâng, at a candy shop, rồi ạ. Like worked there when I was like 15 to anh em đó, đấy, thím Tèo đấy. Bây giờ thì mới là lúc mà thím Tèo bắt đầu lên cảnh cáo các thanh niên. Mình chỉ mình chỉ ăn bánh mì pate mà mình lại bị thím Tèo thì mới lên án là nào. Oh, I'm talking about the sign below that one. Okay. The one that said Zest Fighting. No, that was the sign asking. Kẹp trả tức là khi mà đạo quân của đối phương móc lốp ấy. Móc lốp ấy, đánh cả trước cả sau thì gọi là kẹp trả thôi, có cái gì đâu. Vâng, có mỗi thế thôi. Có mỗi thế thôi mà các thanh niên cũng phải. Ôi giời, cái gì đây, lần này còn mang cả vở đi ạ. Mấy em này, rồi toàn tóc dài. Toàn che mặt rồi. Yeah, it's filled up. It's actually doubled from when the show started. Has it? Yeah, look, turn around. Oh my god, that is a lot of people down there. Vâng, giờ câu chuyện bắt đầu là kẹp trả liên quan đến bánh mì pate. Oh my god, they're like so close, it's so weird. Turn back around, pretend you didn't see them. Vâng, chúng ta không nên sa đà vào cái câu chuyện về cái chiến thuật kẹp trả này nữa. Cái chiến thuật đấy nó rất là trong sáng, nhưng các bạn toàn nghĩ đen tối thôi. Các bạn phải hình dung, người ta có câu nó gọi là không có ai là đen tối cả, không có cái đầu nào đen tối cả, chỉ có những ý nghĩ đen tối thôi. À, không có câu nói nào đen tối cả, chỉ có những cái đầu đen tối thôi. Các bạn có thể thấy hiện nay thì chúng ta thấy rằng là hai anh thủ game thủ của chúng ta đều ăn đang đánh hai mỏ. Nhưng trận đơn này Soki không ăn mỏ 2. À không ăn mỏ 3 mà anh ấy lên thẳng rút Raven luôn. Còn Z thì hiện nay thì đang bắt đầu đặt xuống cho mình nhà Stargate rồi. Có thể nói rằng cái thời điểm mà hai anh ấy đặt nhà có vẻ rất là giống nhau thôi các bạn. Từ chơi game đấu trước thì các anh ấy đặt là anh rớt thì đặt cái Raven, còn anh Protoss thì đặt là Stargate. Không chênh lệch nhau là bao nhiêu cả. Còn bây giờ thì chúng ta nhìn thấy rằng là Soki bắt đầu móp thẳng ra 6 con rốt rồi. Anh ấy đang chơi 2 bay. Có vẻ Soki khá là bất lực trước Z rồi, cho nên anh ấy đang cố gắng gọi là kết thúc trận đấu càng sớm thì càng tốt. Còn Z thì lại đang lên nhà Stargate, không biết là anh ấy có kịp phát hiện ra được đối phương đang lên rốt không. Vâng, anh ấy đang bắt đầu lên cho mình Phoenix rồi. Có vẻ không ổn rồi. Ngay lập tức bây giờ rốt đang bắt đầu lao thẳng sang mỏ của Z rồi. Với cái map Merry-Go-Round này thì nó cũng chỉ có khoảng tầm 3 mỏ thôi, nên là phải phát hiện ra mỏ của đối phương là rất dễ dàng. Cho bây giờ sẽ sau khi đưa thẳng rốt sang mỏ của đối phương luôn, 7 con rốt từ bạn, 7 rốt của mẹ Dương Linh đã bắt đầu được đưa sang. Thời điểm này thì Z còn đang bị cuốn hút bởi con Overlord này, có lẽ nó kích đúng chỗ thích của cái con Phoenix, cho nên là Phoenix lao thẳng đi luôn. Và bây giờ vâng, Z dần mình rồi, nhìn thấy được những con Dark Link ở đây rồi, Fogfield nhưng có vẻ không ăn thua. Rốt của chúng ta đang target thẳng vào cái pylon này. Vâng, mất pylon rồi. Bây giờ thì Potter vào tràn bật lên, nhưng có vẻ Dark Link và Rốt vẫn rất tự tin lao thẳng vào phía bên trong này luôn. Vâng, đang bắt đầu ngồi phá Pop, vâng đang bắt đầu cắn Pop rồi. Bây giờ Pop thì có ổn hay không? Pop tức là nên rút vào phía bên trong rồi. Này thì vào này có không biết là có ra mua ra kịp không thưa bạn. Vâng, bây giờ Phoenix đã phải nhấc Rốt lên rồi. Dark Link đã bắt đầu ngồi cắn ở phía bên trong này. Phoenix vâng không ăn thua rồi. GG rồi. Vâng, không ăn thua. Và như vậy là Soki giành thắng trong game đấu thứ hai thưa các bạn. Tỷ số đã là 1-1 rồi. Và chúng ta sẽ phải đến với cả trận
đấu thứ 3, trận đấu quyết định của Winamax, xem ai sẽ là người giành chiến thắng. Người ta chiến thắng ở trong Winamax này thì sẽ là người cầm được tấm vé đầu tiên để đi của bảng bảng D để mà đi vào trong round 8. Và người thua sẽ phải ở lại đánh với cả trận Final Match thưa bạn. Nên các game thủ của chúng ta đều muốn kết thúc trận đấu sớm để có thể là đi về nhà xa vào lòng mẹ. Ôi các em gái kìa. À, nhìn thấy rồi, đang nói chuyện, đang mải chuyện. Chứ biết chuyện gì đã xảy ra. Quay rất nhanh. Thôi em này nói chung là cũng không sâu lắm.